Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình tiếp tục bảo dưỡng chiếc ghế mẫu FG99 của nhà cô Hiền ở Phú Ninh Thọ. Đây là mẫu FG99 sau khi mình đã được bảo dưỡng xong rồi. Cô ơi, cô cho cháu hỏi chiếc ghế này cô mua đến giờ này được bao nhiêu lâu rồi cô nhỉ? Cô mua tính đến thời điểm này là được một năm rưỡi rồi cháu ạ. Một năm rưỡi rồi dạ vâng. Trong một năm rưỡi đấy thì cô đã cái chiếc ghế này đã được bảo dưỡng bao nhiêu lần rồi cô? Vâng. Lần này là lần thứ hai dạ vâng. Sau khi sử dụng chiếc ghế này cô có cảm nhận gì không? Chúng nhà cô là chúng bị bệnh nên dạ. Bị tai biến cho nên từ khi mà nói chung là có cái ghế này thì nó cũng giúp đỡ cho cô được phần nào được dạ, vâng. Phần nào phải tức là mình trước là mình phải bỏ với đấm bóp vâng. Xoa bóp cho chú ấy, nắn bóp cho chú ấy. Vâng. Bây giờ thì nhờ có cái ghế này thì nói chung là chú cũng có tiến triển tốt cháu ạ. Dạ vâng. Ghế nói chung là chất lượng về ghế là khá tốt. Dạ vâng. Chất lượng dịch vụ bên cháu thì cô có cảm thấy hài lòng không? Các anh em đi lên để bảo dưỡng các thứ nói chung là các em nhiệt tình chu đáo. Dạ vâng. Dạ, rất cảm ơn cô vì những điều chia sẻ vừa rồi ạ. Dạ vâng. Rồi đấy là một vài chia sẻ của cô sau khi sử dụng chiếc ghế và sau đây mình cũng xin phép kết thúc video ở đây.